Có một sự thật đã tồn tại từ lâu trong ngành giáo dục là việc nâng điểm cho học sinh. Dù ở cấp bậc nào đi chăng nữa thì việc có những phụ huynh tìm mọi cách để giáo viên nâng điểm cho con mình là việc không hề hiếm. Tâm lý của những phụ huynh đằng sau việc này là gì và các giáo viên sẽ suy nghĩ ra sao? Hãy cùng thử tìm hiểu thông qua những chia sẻ Người thật việc thật của tác giả Girl in the Air trong bài viết Hãy nâng điểm cho con tôi được đăng trên website Spider Room nhé! Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 1 không ai. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi cực khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Gần đây có một việc khiến tôi cực kỳ đau đầu. Một người quen của tôi hiện có con đang theo học tôi, nhất quyết muốn tôi nâng điểm cho con của cô. Số là người quen ấy cũng là giáo viên giống tôi, có con theo học trường đại học nơi tôi đang công tác. Vì cháu đỗ vào trường với điểm vừa đủ và có năng lực ngoại ngữ, môn chuyên ngành chính không tốt bằng các bạn cùng lứa, nên là cô cũng rất là lo lắng, sợ con không theo được. Tôi có dạy cháu kỳ này và phải nói sự thật là cháu hiện học ở top cuối của lớp. Trên lớp ít phát biểu vì tự ti, khi nộp bài tập cũng chưa thực sự cẩn thận chỉn chu hay mắc những lỗi cơ bản nhưng từ khi cháu vào trường, cô liên tục đưa con đến nhà tôi mang theo nhiều quả cáp để nhờ tôi dìu dắt cho cháu. Tôi thì tôi không ngại việc dìu dắt học sinh của mình, nhưng không phải dìu dắt theo kiểu nâng điểm cho cháu dù năng lực chưa tốt. Cô bảo tôi là cần gì cô cũng sẵn sàng hết, chi tiền bao nhiêu cũng được, miễn là đảm bảo cháu có điểm cao, tốt nghiệp loại giỏi để về quê xin việc cho dễ. Khi tôi từ chối và tỏ ý không muốn cô đến nhà quả cáp, cô chuyển sang gọi điện nhờ mẹ tôi tác động thêm, vì vậy, mẹ tôi cũng liên tục nhắc tôi nên làm theo mong muốn của cô vì cô từng có ơn với gia đình tôi. Mẹ tôi còn lôi ra lý do là cô có hoàn cảnh đặc biệt đã ly dị và tái hôn với chồng mới nên cháu cũng không có được một gia đình trọn vẹn. Do đó, nếu tôi thương cháu và cô thì nên nâng điểm cho cháu. Dù chịu áp lực từ nhiều phía cả cô và mẹ trong suốt một thời gian, nhưng tôi có hai lý do chính không thể đồng tình với họ trong chuyện này. Thứ nhất, dù là một giáo viên, nhưng cô đang mắc một sai lầm rất lớn là chạy theo thành tích bề ngoài, muốn con mình phải bằng bạn bằng bè mà không hề quan tâm thực lực của con ra sao. Con còn thiếu cái gì, phải làm gì để giỏi lên, giống như không ít phụ huynh khác, cô chỉ chăm chăm nhìn vào điểm số mà không hiểu bản chất của nó. Tôi theo học ngành sư phạm, có học môn kiểm tra và đánh giá, trong đó có nói rất rõ, điểm số chỉ là sự số hóa lượng kiến thức, kỹ năng, năng lực mà học sinh đạt được, dùng cho mục đích đánh giá quản lý giáo dục nói dễ hiểu, trong mỗi môn học có vô vàn kiến thức kỹ năng lớn nhỏ mà học sinh phải học. Ví dụ, toán có số học với rất nhiều phép tính hằng đẳng thức phương trình có hình học không gian với vô số hình khối khác nhau. Khi giáo viên cần báo cáo cho cấp trên hay phụ huynh về tình hình học của con, họ không thể viết một tờ sớ dài lăng nhăng chỉ ra cụ thể từng loại kiến thức con đã học và chưa học. Vì vậy, cần có một con số, ví dụ số 7, để lượng hóa rằng con đã học được 70% lượng kiến thức của môn này Điểm số 7 là một cách nhanh gọn cho người ngoài thấy kết quả học tập của con, rất tiện lợi cho thống kê và quản lý giáo dục diện rộng. Nhưng, có người quen của tôi và nhiều phụ huynh lại chỉ chú trọng con được mấy điểm, 6, 7 là thấp, còn 9, 10 mới là cao. Thực ra câu hỏi con được mấy điểm không quan trọng bằng câu hỏi con đã học được gì, con còn thiếu những phần nào, con phải làm gì tiếp theo để học tốt hơn. Tôi hiểu nhiều người cho rằng không có thời gian để tìm hiểu kỹ như vậy nhưng làm giáo dục vốn luôn cần sự sát sao và tốn kém thời gian công sức nếu muốn thu được lợi ích thực sự. Vì vậy, hiện đang có rất nhiều kêu gọi trong giáo dục nước ta rằng thay vì chỉ để ý đến kết quả đầu ra, outcome-oriented, chúng ta nên quan tâm hơn đến quá trình học, process-oriented. Điều đáng buồn là cô người quen của tôi cũng là một giáo viên tại một trường cấp 3 có tiếng, thế nhưng cô vẫn có tư tưởng trọng điểm số như vậy. Lý do thứ hai, tôi không đồng tình là vì nhìn vẻ ngoài thì cô là người mẹ rất thương con, nhưng thực chất cô đang yêu thương con mình theo một kiểu rất độc hại. Sâu thẳm bên trong, cô không hề tin tưởng con của mình. Với cô, cháu là một đứa rất kém cỏi để tự thân nó sẽ không bao giờ giỏi lên được. Vì vậy, cô phải chạy vậy xin sỏ cho con được điểm cao lên. Nếu tôi là con cô, tôi sẽ cực kỳ tự ti về bản thân và cũng sẽ chẳng thèm nỗ lực. Tại sao phải nỗ lực nếu biết thừa mình kém cỏi trong khi đằng nào mẹ cũng chạy điểm cho mình? Tôi chơi bởi an nhàn để rồi mọi thứ cho mẹ lo Đi học thì mẹ chạy điểm cho Ra trường thì mẹ chạy việc cho Cả đời cứ thế là xong Trong tiếng Anh có một khái niệm là Self-fulfilling prophecy Tạm dịch là lời tiên tri tự ứng nghiệm Khi cha mẹ thầy cô có một niềm tin ban đầu là Một đứa trẻ có năng lực kém Họ dễ có những hành động để củng cố niềm tin ấy Ví dụ chỉ giao cho những bài tập dễ, không động viên trẻ phấn đấu hay đi xin điểm cao cho trẻ như trường hợp này từ đó bản thân trẻ cũng tin là mình yếu kém, cộng thêm việc thiếu những điều kiện cần thiết để phát triển, dẫn tới kết quả là trẻ thực sự trở nên yếu kém, dù năng lực ban đầu không phải như vậy. Đây là một điều mà những bậc cha mẹ và người làm giáo dục phải cực kỳ cẩn thận. Tôi thấy rất thương cho cô bé trong câu chuyện này, nhưng không phải là vì cháu có một gia đình thiếu trọn vẹn. Chuyện đó cũng đáng thương, nhưng không đáng thương bằng việc mẹ cháu đang nhân danh yêu con mà tự tay cắt đi đôi chân của con mình khiến nó cả đời không thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình với suy nghĩ là mình kém cỏi vô dụng rất có thể cháu sẽ phải sống cả đời trong sự bảo bọc che chở của mẹ để mẹ quyết định thay mọi việc rồi đến một tuổi nào đó khi gặp phải va vấp trong cuộc sống và nhìn lại cháu sẽ nhận ra mình chẳng có năng lực gì và không thể tồn tại nếu không có mẹ bên cạnh khi ấy không biết cháu sẽ cảm thấy bất lực và oán hận mẹ mình tới mức nào Bản thân tôi thì vẫn luôn tin rằng làm cha mẹ là một quá trình chuẩn bị cho con mình một tương lai không có mình bên cạnh. Dù cha mẹ không hỗ trợ bên con 24 trên 7, thì con vẫn có thể tự đứng vững, tự chăm sóc mình, tự đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời và chịu trách nhiệm với những quyết định đó. Tôi hiểu làm được điều này không hề dễ dàng, nhưng nếu thực sự yêu thương con và nghĩ về lâu dài cho con, thì có lẽ đây vẫn là cách tốt nhất là điều các bậc cha mẹ nên làm và phải làm Vừa rồi là những chia sẻ của tác giả Girl in the Air và câu chuyện nâng điểm cho con. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc này? Hãy chia sẻ ý kiến trong phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Spiderum và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Mình là Khánh Linh. Bye.